Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môi-se, vậy những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy. Vì thế họ nới rộng kẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Nguyện xin lời Chúa thánh hóa chúng ta trong ngày hôm nay. Kính thưa quý cộng đoàn thân mến, có lẽ mỗi khi chúng ta cử hành những cái nghi thức như là ngày hôm nay, rồi tham dự những lễ an táng hoặc những ngày giỗ, thì chúng ta lại có một cái tâm tình nỗi buồn trong tâm hồn của chúng ta, lại nhớ nhung, rồi lại có những giọt nước mắt vì chúng ta nhớ thương lại một lần nữa. Cái cơn, cái nỗi đau của mất mát lại đến với chúng ta. Nhưng với cái niềm tin, chúng ta tạ ơn Chúa rằng niềm tin cho chúng ta biết rằng người thân yêu của chúng ta, thứ nhất là vẫn được ở với chúng ta trong về linh hồn. Đặc biệt nơi bàn tiệc thánh này, mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ thì người thân của chúng ta, khi chúng ta đặt nghe cái lời nguyện thánh thể, khi mà các cha dân của lễ, thì chúng ta nghe rằng chúng ta mời tất cả các thánh trên trời cũng như tất cả những ai đã đi trước chúng ta quy tụ nơi bàn tiệc thánh này. Với cái niềm tin đó, chúng ta biết rằng họ vẫn đâu đó lắng nghe lời nguyện xin của chúng ta. Và nếu họ ở trên trời hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa thì họ lại đang nhìn xuống mỉm cười và cầu nguyện với chúng ta, vì họ đã đi qua và họ biết rằng một ngày nào đó chúng ta lại được gặp họ nơi quê trời. Nghĩ thế thì cho chúng ta niềm hy vọng và sự an ủi. Biết rằng dẫu cuộc sống sẽ có những lúc chúng ta phải chia lìa người thân và cuộc sống, nhưng có mấy ai trong chúng ta sống một cái đời sống cảm nghiệm rằng tôi sẽ làm điều gì đó để khi ra đi tôi sẽ để lại gì cho đời, và rồi tôi làm một điều gì đó để tôi chắc chắn được lên nước thiên đàng? Hay đa số chúng ta nhìn xem tất cả những thời giờ chúng ta làm trong ngày của chúng ta, thì chúng ta sẽ tự suy nghĩ rằng tôi đã dành bao nhiêu thời gian cho những gì thuộc về thế gian, và rồi nó sẽ mất mát đi, và tôi sẽ dành những gì thuộc về thế gian để rồi khi tôi ra đi 100 năm sau người khác vẫn nhớ tới tôi, hoặc là thiên đàng mở cửa chào đón tôi. Biết thế nhưng làm rất khó. Đó là điều mà chúng ta ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở trong bài phúc âm ngày hôm nay, rằng các ông hãy lắng nghe những điều mà các người biệt phái và luật sĩ dạy dỗ các ông, vì chắc chắn rằng họ sẽ dạy những điều tốt.
nhưng đừng noi theo hành vi của họ. Họ chắc chắn sẽ dạy những điều tốt, nhưng nếu họ làm những hành vi không lành, không tốt, thì đừng làm theo họ. Để chúng ta được mời gọi, nhiều khi chúng ta phải trách người này, trách người kia, trách ngay cả các linh mục, trách ngay cả hội thánh. Các cha không được thánh thiện, các cha hoặc là giáo hội không được thánh thiện, thì tại sao tôi phải thánh thiện? Nhưng các cha có cái trách nhiệm sẽ dạy dỗ ông bà và anh chị em cái gì tốt, cái gì xấu. Nhưng không có nghĩa là các cha lúc nào cũng làm tốt, giáo hội lúc nào cũng thánh thiện. Giáo hội có những lúc giáo hội lỗi lầm. Và Đức Cha Phaolô đệ nhị, Ngài cũng đã xin lỗi toàn thế giới vì những cái lỗi lầm của giáo hội. Nhưng không có nghĩa rằng giáo hội không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Và ngày hôm nay khi mà chúng ta nói các luật sĩ, các người biệt phái, thì thưa ông bà và anh chị em, chúng ta trong bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi là những luật sĩ dạy dỗ những người khác, vì chúng ta biết đức tin. Trong gia đình của chúng ta là ông bà, là cha mẹ, chúng ta có trách nhiệm để dạy con cái những gì tốt, những gì xấu. Trong hội đường, trong nhà thờ, các linh mục có trách nhiệm dạy dỗ cộng đoàn. Ở nơi sở làm, ông bà và anh chị em là những người supervisor hay những người manager, những người chủ tiệm hoặc là những người boss ở trong chỗ làm của mình. Mình cũng có trách nhiệm với những người ở dưới mình. Và mình có trách nhiệm để nói họ cái gì tốt cho cái công ty này, cái gì xấu cho công ty này. Nhưng không có nghĩa rằng chúng ta lúc nào cũng làm tốt. Nên thưa ông bà và anh chị em, chúng ta tiếp tục đến với Chúa để cho chúng ta nhận thức được rằng những cái yếu đuối của chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta một cách nào đó vẫn dùng được những cái yếu đuối của chúng ta, nhưng mà không có dùng những cái yếu đuối của chúng ta để ngăn cản chúng ta có cái trách nhiệm để dạy dỗ những người khác. Có một thầy khi mà chia sẻ, một thầy chuẩn bị làm linh mục, thì trong cái buổi tĩnh tâm thầy chia sẻ như thế này. Thầy sinh ra trong một gia đình người cha rượu chè và không có đi lễ, một năm đi lễ vài lần những cái ngày trọng thôi, như ví dụ như Giáng sinh hay Phục sinh. Một hôm người cha vì lý do gì đó, người cha đi về và người cha thấy người con của mình, thì dĩ nhiên cha không đi nhà thờ thì con cũng đi nhà thờ. Người con của mình đang ngồi coi xem tivi và chơi game, chơi máy vi tính. Thì một cách nào đó người cha ngồi trước tivi và nói với người con: cha nghĩ con nên đi lễ để tốt hơn cho con. Thì cái người thanh niên đó họ mới quay qua, họ quật lại ông cha mình liền: cha không đi lễ mà cha nói con đi lễ, cha nói cái gì vậy? Cha đâu có tin Chúa đâu mà cha nói con phải tin Chúa. Thì người cha không có giận dỗi con mình, nhưng người cha một cách khiêm nhường và nói rằng: cha là một người tội lỗi, cha biết đi lễ là tốt, nhưng cha lười, cha rượu chè, cha không tốt. Nhưng không có nghĩa rằng con sẽ học hỏi những cái không tốt của con để 30 năm sau con cũng trở thành một người cha không có trách nhiệm gì cha. Cha biết điều tốt cho con, cha biết điều tốt cho cha, cha làm chưa được, nhưng con có thể làm được cho con. Và những cái lời khiêm nhường đó, thật lòng đó đã đánh động người con của mình. Đúng, tôi đã lớn rồi, tôi phải có trách nhiệm cho đời sống của tôi chứ. Tại sao tôi bám theo một cái người mà không cho tôi một cái phương hướng nào? Tôi không thể nào chỉ tay năm ngón, tôi là người xấu, tôi là không thành công trong đời sống tại vì cha tôi không thành công. Tôi phải có trách nhiệm đó. Và rồi từ từ với cái tâm tư đó, anh đã một ngày nào đó anh đã quyết định đi tu. Và từ cái ngày mà anh vô dòng tu, từ ngày anh vô dòng tu, người cha bắt đầu đi lễ hàng ngày. Đó là cách Thiên Chúa làm việc. Chúa dùng những người tội lỗi để tạo nên những người thánh thiện.
Nên không hẳn chúng ta phải bắt buộc giáo hội phải thánh thiện, các cha phải thánh thiện. Cái đó là chuyện của các cha, cái đó là chuyện của giáo hội. Nhưng giáo hội và các cha đều nói điều tốt thì chúng ta biết nó tốt thì chúng ta cứ làm. Lúc đó chúng ta mới tìm được sự bình an. Chứ nó không thì chúng ta để cho những cái xấu của người khác điều khiển chúng ta và làm cho chúng ta trở nên những người xấu. Thương bà và anh chị em, để đi qua trong cái đời sống, chúng ta thấy trong những ngày vừa rồi chúng ta đi ra những cái nghĩa trang, chúng ta thấy rất là nhiều hoa. Thì có một cái chuyện kể rằng cái anh này anh rất là coi như khoe khoang, anh nói ba của tôi đã từng làm cái này, đã từng làm cái này, ba tôi đã cho đất cho công ty này, đã cho làm cái này và đã rất là giàu có, và ba tôi đã nằm xuống đây và cứ một năm tôi về đây để tôi bỏ rất là nhiều hoa lên đây để kính nhớ ông. Thì có một anh khác cũng nói ba tôi chỉ là một cái người lái xe rác thôi, ba tôi nghèo, trước khi đi mất ba tôi chẳng để lại gì cho tôi, nhưng ông để lại một lá thư, ông nói con không cần phải bỏ tiền để mua một cái bông hoa nào cho cha cả, cha chỉ cần một lời cầu nguyện của con. Và cha tôi đã nằm đây bao nhiêu năm, và tôi cứ đến mỗi tuần dâng cho ông một kinh thế thôi. Hoa để làm gì thưa ông bà và anh chị em? Nó chẳng có ý nghĩa gì cho người chết cả. Người chết đâu có cần hoa. Hoa là cho chúng ta nhìn thấy nó đẹp thôi. Người chết cần cái tấm hồn, cái tâm hồn chúng ta nhớ họ và cầu nguyện cho họ. Nên có nhiều người bây giờ họ đã học hỏi được cái triết lý đó. Nên có nhiều người khi chúng ta đi đám tang, họ nói xin miễn phúng điếu, xin dâng hoa, nếu mà muốn tặng tôi hoa, xin dùng cái tiền đó để giúp những người nghèo. Nó có ý nghĩa hơn. Đấy. Điều đó chúng ta có thể làm được. Những gì thuộc về thế gian sẽ trở về thế gian. Vậy thưa ông bà và anh chị em, với cái tâm tình đó, chúng ta biết, chúng ta hãy suy nghĩ lại, nhìn tất cả các linh hồn chúng ta tưởng nhớ hôm nay, và chúng ta hỏi, nếu Thiên Chúa gọi tôi đi hôm nay thì tôi sẽ mang được gì với tôi, và tôi sẽ để lại được gì với tôi. Ba cái câu hỏi mà mỗi người chúng ta nên đặt trước khi chúng ta đi ngủ mỗi đêm. Thứ nhất là chúng ta nói, ngày hôm nay tôi có làm cho ai nở nụ cười hay không vì công việc tôi làm. Ngày hôm nay tất cả những gì tôi làm nó cho tôi có sự bình an hay không? Hãy tạ ơn Chúa. Và câu thứ ba, ngày hôm nay tôi có còn đang giận dữ ai hay không? Giận dỗi ai hay không? Nếu tôi vẫn còn đang giận dỗi một người nào đó, người chồng, người vợ của tôi có thể không có thể nào nói với anh ta, với cô ta, với người đó, với người làm trong sở của tôi lúc này rằng tôi tha thứ cho bạn, hay là bạn hãy tha thứ cho tôi. Rất là khó, có thể nó cỡ thét cả tuần hay cả tháng hay cả năm mới làm được điều đó. Nhưng điều tôi có thể làm được đêm nay là tôi có thể viết lên một cái tờ giấy và nói, tôi xin lỗi anh, tôi xin lỗi em, tôi xin lỗi bạn, và viết tên người đó xuống. Và hãy để cái tờ giấy đó dưới gối của ông bà và anh chị em, để nếu Chúa có gọi ông bà và anh chị em đi trong đêm đó thì ít nhất khi mà gặp Thiên Chúa, Chúa sẽ đặt câu hỏi, tại sao con không tha thứ anh em của con như thầy đã dạy con? Ít ra chúng ta cũng có tờ giấy trên tay nói, thưa thầy, con cố gắng lắm rồi. Và Thiên Chúa sẽ mỉm cười với chúng ta, điều ấy đã đủ để con vào nước thiên đàng. Chúng ta không có thể trở thành thánh thiện trong một ngày một đêm, nhưng cố gắng trở nên thánh thiện, đó là đã đẹp, làm đẹp lòng Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những công việc chúng ta làm trong tương lai, và rồi chúng ta tìm được sự bình an trong tâm hồn bất cứ giây phút nào Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở về bên Ngài. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.